Sáng 28 tháng 9, thông tin từ học trò cho biết thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, người thầy đầu tiên viết chữ bằng chân, vừa qua đời rạng sáng cùng ngày tại nhà riêng sau thời gian chiến đấu với bệnh suy thận. Tang lễ của thầy được tổ chức ở nhà riêng tại phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh từ 8 giờ sáng nay. Nhà văn, nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký sinh ngày 28 tháng 6 năm 1947 tại Hải Hậu, Nam Định. Năm lên 4 tuổi, cậu học trò Ký bị bệnh và liệt cả hai tay. Không đầu hàng trước số phận, cậu đã nỗ lực rèn luyện không ngừng, rèn đôi chân thay cho bàn tay để viết chữ, lập kỷ lục Việt Nam nhà văn Việt Nam đầu tiên viết bằng chân. Năm 1992, thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký được nhận danh hiệu nhà giáo ưu tú. Suốt cả cuộc đời, thầy Ký đã truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ học trò với nghị lực, quyết tâm phi thường và ra mắt nhiều tác phẩm để lại tiếng vang như Hồi Ký tôi đi học, Hồi Ký tôi học đại học, Hồi Ký tôi đi dạy học, Tâm huyết trao đời.